tại thành phố Nashville, cuộc sống được sản xuất một cách hoàn hảo. Và thiên nhiên đã mất từ lâu. Chào Ted. Chào Audrey. Muốn xem cái gì hay hay không? Wow, là gì vậy? Là cây, cây thật. Chúng từng mọc xum xuê khắp nơi này. Hay nhỉ? Điều tớ ao ước được thấy nhất trên đời, một cây thật còn sống. Từ nhà sáng tạo của bộ phim Kẻ Trộm Mặt Trăng. Hai đứa đần độn có mấy muốn gì? Xem nó mưu tính gì. Vậy cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho cây cối? Không ngờ bây giờ vẫn còn người quan tâm. Là cháu đó, người vẫn còn quan tâm. Chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Khi ta du lịch triệu hồi một sinh vật cổ quái xa xưa, xưa như ngày xưa ngày xưa, thần Loras. Ê, cái cây này do ngươi chặt. Nhìn kia, là do nó làm đó. Năm 2012, cậu phải thay đổi thế giới hiện tại. Ông sẽ không thất vọng. Dấn thân hành động. Cậu đang sống ở một thành phố đẹp thế. Ta không thể nghĩ ra lý do nào cậu lại muốn tìm cách rời khỏi thành phố một lần nữa. Thay đổi thế giới. Trừ khi những người như cậu quan tâm chật rót, cải thiện tình hình mãi mãi là chuyện cao chót vót. Hakafula cuối cùng. Nó đang là gì không quan trọng, cái chính là sau này ra sao. Con vào vô thế gì? Tớ có thể hôn cậu ngay lập tức. Không có thời gian để làm. Cậu không biết, làm chút xíu cũng được mà. Thần Loras. Ai chế tạo ra cái hạt đậu phụng lông lá này vậy? Dám gọi ta là đậu phụng hả? Ta cho ngươi biết đòn. Ông không đánh phụ nữ chứ? Là phụ nữ sao?